tôi nhờ bà con giúp đỡ tôi chứ thôi chắc tôi đói meo rồi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, Trường đang có mặt tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì bữa nay cuối một ngày cuối tuần, quý vị khán giả, Trường đi làm về sớm thì Trường ghé thăm hoàn cảnh của nhà chị, hoàn cảnh của nhà bà Mười. Thì bà Mười thì một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, quý vị khán giả ha. Thì ông Mười thì mất cách đây 2-3 năm rồi, để lại cho bà 6 người con bị bệnh tâm thần, quý vị khán giả. Thì cái hoàn cảnh này Trường cũng đã thăm 2-3 lần trước rồi, bữa nay Trường qua để trao chút quà. Chào anh, làm gì hả? Chặt củi hả? Củi. À, đây là người một người con trai của bà này, quý vị khán giả. Bà Mười đang làm gì á? Trời ơi, nay ra chặt củi luôn hả? Nay chặt củi chụm chứ không có chụm ga nữa ha. Cầm cái đũa thôi mà. Nay ngang lại. Nay ga mắc quá rồi, ở dưới quê giờ người ta làm củi không, quý vị khán giả. Bà Mười khỏe hả? Vô à. Dạ. À, bà Mười á, quý vị khán giả, bà Mười là cái tai hơi nặng chút xíu. Thầy Tường nói chuyện sẽ nói lớn chút xíu thôi, quý vị khán giả. Được rồi ba. Hả? Được rồi, ba đứng đó được rồi. Khỏi đi, khỏi vô đi con. Tranh thủ con chạy qua thì để trao cho bà chút quà của Mạnh Thường Quân ha. Đi già đây. Con nhỏ nó chặt đó, đó chặt ấy củi rồi. Tôi biểu thôi mày ra đây sao phụ với. Dạ. Tôi mẹ ra đây làm không nổi. Đóng rồi. Dục lại đây đi. Tôi nói trời đất ơi, mà ai tiền ở đâu mà đi nấu bếp ga nhiều không quá thiệt. Rồi không tiền chú ơi, một tháng cái gì bao nhiêu tiền rồi thôi. Tôi nói trời ơi, chú mày không cho một lần nữa. Tôi xin củi hồi đó tôi xin tùm lum hết trơn mà rồi giờ tiền hả? Tiền nè ba. Có chị Mai ở bên nước Úc á. Chị Mai ở bên nước Úc á. Nhờ con tới tặng bà 2 triệu đồng đi, để bà mua đồ ăn cho bà với lại các anh chị ha. Dạ. Thôi tôi cảm ơn cô nha. Mà không biết không thấy mặt cô ra sao. Dạ thì cảm ơn cô nhiều. Chứ nhờ bà con giúp đỡ tôi chứ thôi chắc tôi đói meo rồi. Có đấy, mà đấy. Cái bà đó một lần bà lên bà cho thịt heo. Dạ. Rồi bữa nay cho đâu chắc đó nửa dạ gạo. Dạ. Cái thằng nhỏ nó đi xuống dưới rồi bà gửi cho. Nói chung á quý vị khán giả, bà Mười á thì bà không có bị đói, không có thiếu ăn đâu. Tại vì ở đây bên xã, bên chính quyền xã với lại các nhà hảo tâm ở đây cũng biết được cái hoàn cảnh của bà Mười khó khăn á. Nên là rất là nhiều mạnh thường quân tới để giúp gia đình bà. Nhưng mà giờ chỉ có kẹt cái là bà không có tiền xài thôi. Ví dụ mua thứ này thứ kia rồi thuốc uống vậy phát sinh này kia đó là bà không có tiền. Bà Mười là nay nhiêu tuổi rồi? 87. 82. Bà Mười là năm nay 82 tuổi đó quý vị khán giả. 82 tuổi. Thì bà có tổng cộng là cũng rất là đông con, nhưng mà bây giờ hiện giờ là bà có 8 người con hả bà ha? 8 người con, thì trong đó là mất 6 anh chị là bị bệnh tâm thần rồi. Thì còn 2 người, một người là gã đi xa. Rồi còn một người thì ở bên Tiên Thủy phải không bà? Dạ, ở bên Tiên. Ở bên Tiên Long á. Tiên Long, dạ. Dạ. Mà hồi đó hả? Tôi nói phải về tôi ở tổng tôi chết cho rồi đi, để sống làm chi mà tôi khổ vậy. Rồi ra ổng ở tù, rồi ở nhà tôi nuôi mấy đứa này mà tôi đi mần cùng xứ hết. Dạ. Rồi mà giờ thôi hết nổi rồi. Giờ ở nhà đây lo nó vậy thôi. Dạ. Chứ tôi nói thôi, trời đất ơi. Bây giờ ông tạo ông chi mà ông để cho tôi khổ vậy. Mà hồi đó ông ở tù tới mấy năm tù đó. Rồi tới chừng về rồi ổng đi hồi đó ổng bị bắt hồi năm Mậu Thân á. Dạ. Rồi cái bắt đó, cái thằng nó chiêu hồi nó gãy giấy nó đốt nhà luôn.
Dạ. Đốt nhà hồi đó ông già chồng tôi không có mua đồ bậy bạ gì không bán. Ông mẹ mua cả 20 dạ gạo. Mà anh trái cái lu mà anh trái còn có một khúc à. Dạ. Tôi cũng đem lên tận lợi đặng nấu ăn chứ không lấy đâu mà ăn. Rồi tới bây giờ tôi nói trời ơi tôi khổ. Ông về nhà đây rồi ông bệnh. Dạ. Ông bệnh cái bệnh bữa nay mới chết rồi. Cái tôi nói trời đất ơi để cho tôi khổ thêm nữa. Có khi tôi ngồi tôi nói trời ôi phải về mẹ tôi ở trong hầm tôi chết mẹ cho rồi để tôi ẩm con tôi ra ẩm đề điện ở một sàn nước á. Dạ. Nằm chấp lớp á. Bà đang kể lại sao rồi mấy ổng cho uống thuốc rồi tới chiều nó hơi tỉnh tỉnh chứ em thôi trời đất ơi tôi chết tôi chôn một hầm á tại mà chứ giờ làm sao giờ có một mình hả à. Cái ôm ra dục mới mà sân nước nó nằm đó. Dạ. Rồi tôi vì phỏng hai cái giò hết rồi bà con người ta xúm lợi người ta khiêng tôi gửi nhà khác. Rồi tới chừng sau cái chị chồng tôi với rước về tỉnh á đặng cho lo thuốc men đồ. Còn mấy đằng này gửi về dưới này. Rồi nó bả tơn bả nhán rồi má tôi cũng khổ nữa. Thấy sợ bây giờ trời đất ơi tôi không biết cái gì nói. Dạ. Đây cái anh đang làm sau này là anh thứ 10. Anh cũng biết làm đấy chứ. Anh cũng giỏi chứ. Đây còn anh đây là anh đây là thứ mấy bà? 30. Anh đây là thứ mấy? Thứ 7. À đây anh 7. Anh Bảy lại phụ anh 10 đi anh Bảy. Chết nữa. Hả? Không có chết mà nói người ta chết rồi. Ai? Chôn. Ai bà? Thằng đó đó. Sao? Cái thằng cái tôi sinh dưới á. Dạ. Long á. Dạ. Mà mẹ của nó ở dưới con Viên á. Dạ. Mà bệnh mấy năm nay rồi. Mà rồi đâu có chết. Mà nó về nó nói một hai chết rồi hả? Chị tôi sinh chết rồi. Chôn chết chôn liền. Trời đất ơi làm tôi nghe điện cho con tôi đặng nó qua đặng đi đó mà bạn qua đâu có dám hỏi. Dạ. Đi dòng này đồ kia nó hỏi rồi là không có. Trời ơi gì hả? Trời đất ơi họ chửi cũng vừa. Trời đánh không? Tôi nói thôi giờ nè. Ông nội nói tầm bậy thôi để cho tôi lãnh hết. Bây giờ biết làm sao giờ nói. Dạ. Chứ ổng quần áo đó. Dạ. Đem ra nhúng nước rồi đem vô chứ không có giặt cái gì. Dạ hả? Ơi đất ơi mà. Không nhưng mà bà mấy anh chị là đi tự tắm rửa rồi tự vệ sinh được hết phải không? À. Dạ. Có khi tắm rửa thì có khi kêu nó gội đầu cho sạch đi để thối hôi lắm. Dạ. Mà mẹ sáng hừng đông cái đi cái tới lá cái gì à. Về ăn cơm. Ăn cơm rồi cái nãy giờ tôi nói tụi bay chặt dùng củi đi đặng cho chị Tơ miễn qua ánh chất. Dạ. Chất bậy lên để tờ mưa ướt không có mà chụm. Dạ. Rồi đi ra chặt thằng thì chặt ba trời thằng bốn biển á. Rồi nói thằng này mày chặt đi lát tao vô tao cho mày 20 ngàn. Vậy hả? Chứ thôi giờ tao không biết làm sao. Rồi xíu lại cầm tiền đi mua gì anh mời. Mua gì? Xíu mua gì xin 20 ngàn mua gì? Thuốc. Mua thuốc hả? À chứ bữa giờ có nhậu nữa không? Không. Không nhậu nữa phải không? À, vậy nhậu được nữa chú này bắt đi. À. Có anh mà nhậu nữa là em kêu công an bắt à. Có ông bà ở Bến Tre nè. Dạ. Hồi nãy đem lên chắc 50 kg gạo à. Mà bà không có lên gửi cho cái thằng nhỏ á. Mới tức thì luôn hả bà mời? Hả? Mới luôn hả? Mới hồi nãy luôn á hả? À. Dạ. Gửi cho cái thằng nhỏ á. Tôi nói trời ơi của người ta 1 đồng chứ cái cơm này tới 1 lượng đó. Dạ. Chứ giờ không biết làm sao. Dạ. Giờ không lẽ tôi bệnh rồi tôi tính tôi nói đé mà chết ngắt cho rồi mà tao bỏ tụi bay còn khổ thêm nữa. Dạ. Đi đồng này đồ kia rồi nó khóa người ta. Phá không phá chứ
cái tụi nói thì nói trời ơi, thôi đi vô chú ơi. Ở ngoài đó nhạc người ta mở lớn quá, con nghe không có được, quay không có được. Dạ, mở nhạc lớn quá, nhà hàng xóm người ta mở nhạc gì đó. Cái tụi nói, trời ơi, nhờ bà con chứ không thôi tôi đói meo rồi. Dạ, ủa mà sáng vậy là mấy anh chị là đi đâu bà? Hả? Mấy anh chị thường đi là đi đâu? Đi, cái thằng này, mấy đứa này nó đi danh quanh đây chứ không có đi đâu, đi lên Phú Bình á. Dạ. Còn một lần nó đi tới Bình Đại. Đi là đi chơi phải không? Mấy anh đi sáng là đi chơi vậy thôi phải không? Dạ. Rồi đi tới Bình Đại đi 2-3 ngày. Dạ. Rồi biết làm sao giờ? Cái ghét rồi nói thà là nó chết tôi thấy xác tôi chôn chứ giờ nè tôi khổ lắm. Cái sao mà có cái bà đó hồi đó bà lên đây chơi. Dạ. Bà thấy trời ơi con của chị Mười Sam chỉ xuống tới ngày giữ nè. Để tôi giữ lại đây đi rồi tôi điện lên tỉnh. Dạ. Rồi điện lên cái nói trời ơi điện mà xuống rước nhỏ rước nó rồi biết làm gì không, một người đi theo ôm chứ. Dạ. Nó xỉu rồi, đói quá hả? Đói quá. Dạ. Mà người, ai cho không biết, cho 20.000 bạc bỏ túi hỏi sao mà con không biết mua đồ ăn con đem về cho má nè. Tôi nói trời ơi cho tao làm chi. Trời đem về đặng mua đồ ăn, mua bánh đồ ăn đỡ đói, đem về làm gì? Trời. Đem về cho má. Dạ. Thôi là ông này phải không, ông Mười này, ông này phải không, ông kia kìa. Ông hồi nãy đó. À dạ, vậy là anh Bãi. Anh Bãi. Cái đem về cho má. Trời đất ơi, sáng hừng đông thì cái gì đi tàu thôi. Còn anh này là thứ hai phải không bà Mười? Hai. Đây anh thứ hai này có gì anh giả? Hồi đó hả, nó tắm toàn là thuốc máy bay rồi. Hai. Đó đó. Đâu về vậy? Hả? Anh đâu về vậy? Ngồi về chứ. Hả? Chơi ngoài lộ đó. Đi chơi ngoài lộ hả? Dạ. Dạ. Thì tỉnh máy bay bay thì có... Anh hai là cũng đi, anh hai năm nay nhiêu tuổi rồi? Tuổi hợi đó. Năm nay không biết. Sinh năm 59. Anh hai lại đứng gần bà coi anh hai. Đây đâu lại đứng gần mẹ coi anh hai. Trời ơi hai mẹ con già như nhau luôn rồi. Nè anh hai quay lại đi coi. Hai ơi. Anh khóc à? Dạ. Anh chú à? Sao hả? Chú hai à? Sao vậy? Chú hai. Kêu chú hai. À chú đó. Hai à? À. Nhớ. Rồi sáng chú hai đi đâu chú hai? Đâu mà sáng. Đi đi vòng vòng vậy đó hả? Uống rượu quan sáng á. À. Đi ra ngoài tới lộ lớn mẹ. Dạ. Mà bữa nào cũng đi hết trơn. Ủa, la nó vậy? Mày đi ra ngoài bắt mày. Ủa vậy? Công an giác à. Này là người ta đó á. À. Dạ. Mà nói vậy chứ nó không có sợ ai hết. Chết củi chú hai. Chú hai ơi. Tôi nói trời nè đó. Chú hai, chú hai. Chú hai ôm má coi chú hai. À. Hả? Ôm hai chụp tấm ảnh. Chú hai ôm má chụp tấm ảnh coi. Ôi phụ ghê. Thôi 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 quỳ. Trời ơi. Đó. Trên con nó nọ. Trên mạng con nó. Để lát ủa ông bà nấu cơm chưa? Đúng rồi. Thôi đừng có chất để cho chị Tư mẹ qua chất mày. Mày chất đổ xuống hết trơn à. Dạ không tiện. Anh chất được mà. Ủa rồi rồi chị ba nấu được không? À, bà Mười. Mà đều có bữa nha, còn có bữa ăn cơm sống. Vậy hả? Nhảo ăn nhảo, chín ăn chín vậy sống ăn sống luôn. Dạ. Vậy chứ giờ sao giờ? Hả sống mà chan canh cái này nó tan ra hết rồi. Dạ, nói chung bà Mười cũng còn gọi là một chút gì đó niềm an ủi diễn giả các anh sáu người con bị bệnh tâm thần á. Vậy đặng thì sáu người con bị bệnh tâm thần á thì các anh tự chủ được, nói chung làm vệ sinh rồi tắm rửa đồ này kia được hết trơn. Còn có một chị thứ ba thì chị cũng biết nấu nướng sơ sơ vậy đó. Cái cây này hả bà? Rồi tưởng sao hồi đó giờ bán được. Đây nè, giờ trồng thêm cây này ở dưới rừng dừa này. 5-8 ngàn vậy á. Dạ. Cây này gọi là cây gì bà? Cây kiển. Cây kiển hả? Kiển lá phải không? Cao kiển. Cao kiển ha. Ờ, dạ. Đó. Đó, cái vườn bà Mười cũng rộng phết đấy chứ. Nè. Đây là được mấy công bà? Hả? Cái vườn của bà được mấy công? Nội đây thì 5 công đất. Dạ. Mà hồi đó rồi chia cho con tôi
Dạ. Con có tiền thì con đưa cho ba cái, chứ còn má đâu có tiền. Dạ. Rồi hồi lúc đó mà đất rẻ lắm. Dạ. Có 19 ngàn một mẫu à. 19 ngàn đồng hả? Ờ. Hồi đó đó. Rồi đi hỏi bạc tháng người ta. Dạ. Rồi từ từ rồi tả. Hồi đó cái này là ruộng không à. Dạ. Rồi sau ổng mới lên bờ. Vậy là được 5 công. Ờ. Ổng mới lên bờ. Ổng mới lên bờ rồi tôi nói trời đất ơi, ông lên bờ rồi trồng gì để tao trồng mà dừa đang cho mẹ con mày ăn. Tôi hỏi ông không ăn hả? Nói trời ơi, biết tôi sòn sống không? Là ông Mười nói vậy hả? Ông Mười nói gì hả? Ờ. Dạ. Mà ông đau bữa nay là mơ ông chết. Dạ. Ông nói trời đất, hồi đó đưa ở tù ở ngoài Cúng Quốc á. Rồi hồi đó trái nhà tiêu tan hết trơn, không còn. Dạ. Rồi vì dưới này nhờ má tôi, bà già dưới này nè, bà đứng ra bà hỏi nợ cho tôi đặng mua chứ thôi đấy gì ăn. À, tự mua rồi á. Sao nhai? Chứ con sao chú đâu, sao chú hai? Dữ rồi. Râu rồi. Cạo râu nha. Okay. Hả? Cạo ra. Cạo râu cho sạch nha. Hả? Ờ, tao ghiền tôi. Bà nấu cơm chưa? Đó, đó. Hả? Cơm á. Ủa rồi tới giờ cơm là anh chị nào đói là tự xúc anh hả bà? Hả? Tới giờ cơm cái anh chị nào đói là tự xúc anh hả? Hả? Nấu. Còn hả ai muốn ăn cái gì làm ăn. Dạ. Còn hả ai muốn ăn canh gì thì nấu ăn. Nấu rồi có khi ăn được, còn khi đổ. Dạ. Dạ. Muốn ăn không được. Đổ. Dạ. Chính nhân. Rồi tôi nói trời đất ơi, hôm đó cả chứ một đám rau thơm á mà nó móc ở dưới đất cái rồi đem lên nó ghim. Dạ. Ghim cái sao lên á. Dạ. À. Lấy dao đem về. Dao đâu bố. Xong chưa? Xong chưa vô nè. Bố anh Mười. Anh Mười rồi bà Mười. À. Ủa giờ cái câu kiển này người ta không mua hả bà? Bán được 500 ngàn rồi thôi luôn tới nay á. Dạ. Rồi tôi nói đây rồi tốn ra bạc tiêu. Dạ. Mua giống rồi rải phân. Dạ. Rồi mà bán được 500 ngàn lấy được phân nữa. Dạ. Rồi mơ mốt tôi nói rồi mày đốn đi chứ tao không có đốn nổi đâu. Tao giờ hết biết rồi. Dạ. Không có mận nổi. Dạ. Tôi hôm qua tôi bệnh tôi nằm. Tôi nằm mới tưởng sao biểu tụi bay ơi. Mà gót cái tao miếng nước tao uống. Uống cái gì? Chết đâu chết xác cho rồi cho khỏe. Hỏi khỏe rồi tụi bay đói thì sao? Trời ơi kia đói thì ăn cái hái rau nào luộc ăn. Tôi nói hái rau đó luộc. Đem vô cái hái rau cái đứa này ăn cái này, đứa kia ăn cái kia thôi. Rồi mạnh ai nấy làm nấy ăn á. Vừa đây là một mỗi tháng bà giật được nhiêu? Có khi tháng được 300 có, còn có khi 200 mấy cũng có nữa. Ủa nhiều gốc vậy mà sao ít dữ vậy bà Mười? À. Không có năng suất hả? À. Còn có lúc hồi ổng trồng ổng chết là được tâm dừa. Dạ. Tâm dừa cái ổng nói thôi ổng ưa nhậu á. Dạ. Lên trả tiền rượu hết trơn. À. Tôi nói vậy thì về nhà dịnh đói chứ khỏi ăn cơm. Cái rồi tới giờ rồi nè, có khi có lúc hồi lúc mà dịch đó. Dạ. Ôi đất ơi, lúc đó tôi giật 4 tâm dừa, 2 tháng, 3 tháng gì được. Trời đất ơi, ăn đói chứ. Rồi mấy nhờ bà con người ta cho gạo cái người đi ở tên thành phố gửi gì dưới này cho 2-3 gạo. Dạ. Cái trời nấu cháo ăn cũng đỡ. Rồi lúc này đỡ ăn rồi. Dạ. Chứ hồi đó hả, trời đất ơi, nộn cơm ăn nước mắm vậy cũng bước hết nữa. Dạ. Đứa ăn kho khô quẹt rồi nó đâm tiêu vô rồi bỏ vô ăn.
Dạ. Vậy mà ăn nhiều chứ. Rồi chứ sao này. Thôi đi vô chú ơi. Dạ đi vô bà. Đứng hồi mệt quá. Dạ. Rồi bà đi vô đi. Nè đi vô luôn nè. Mày có đem búa vô không? Mười búa đâu? Búa dụng ở tổng rồi hả? Nãy giờ á Trường nãy giờ Trường bắt bà đứng sau này quay mà bà mỏi chân cái gì không dạ? Bà mệt. Đi vô đi bà. Mà lên lần trước thì Trường quay không được, lý do là ta mở nhạc rồi lớn quá quý vị khán giả. Cho cái thằng kia kìa. Dạ. Nó chặt dẫn rồi cho con nhỏ đó. Ủa hồi nãy bỏ tiền đâu rồi? Ta bỏ vô túi này đó. Coi chừng rớt á bà gài kim lại đi. Khỏe. Khỏe. Bữa giờ có đi đâu chơi không? Dạ. Đi vô. Đi ra lừa kiếm cái búa rồi đem vô đi. Búa với cái dao. Đi đi. À, xin tiền má. À, xin tiền má. Trời ơi, kìa cầm búa vô kìa. Tầm chỗ nào cũng tầm hết trơn á. Dạ. Ồ có rau rác anh nè. Cái này là giúp cá phải không bà? Đây là giúp cá nè. Bà Mười bị hơi nặng tay á quý diễn giả, nhiều khi nói gì bà không có nghe đâu. Ôi cái dừa này cũng sai trái quá chừng luôn nè quý diễn giả. Ôi hai ba buồn gì luôn nè. Trồng nhiều giống quá. À, có trồng cacao, trồng bưởi, rồi trồng dừa. Ở tùm lum cũng tùm lum hết trơn mà không có cái nào ra cái nào quý diễn giả ha. Rồi thôi chắc vô đây nhạc bự quá thì Trường tắt video của diễn giả. Rồi, một lần nữa Trường thay mặt gia đình bà Mười cảm ơn chị Mai ở bên Úc cũng như các mạnh thường quân đã giúp đỡ bà trong thời gian qua ha. Thì cái nhà ở đây kết lên cũng là cái nhà tình thương từ cái sự quyên góp của các mạnh thường quân. Rồi những cái bữa ăn, rồi gạo, rồi thóc, rồi đồ ăn, đồ này kia đó cũng chủ yếu là tìm mạnh thường quân quyên góp quý diễn giả chứ thật sự thì bà cũng không có thu nhập gì nhiều quý diễn giả. Cho chú cái mít. Dạ thôi nhà con trồng mít không hả? Nhà con có mít bà. Dạ dạ. À, nói chung là cũng còn may mắn cho bà Mười là các anh chị cũng còn tự chủ được cái hành động của mình chứ cũng biết nấu nướng nè, cái này là chị ba đang nấu nè quý diễn giả. À, ở đây trước mặt Trường là chị ba này. Chào chị ba nha. Cái gì? Rồi thôi Trường xin kết thúc video ở đây ha. Tạm biệt quý diễn giả ha. Cái áo này là... Hả? Không có, để lát nữa mới. Đây là cái giường ngủ của các anh chị quý diễn giả. Không có.